đây một buổi sáng của hai mẹ con cùng làm thờ bán hủ tiếu chay. Hôm nay mày khai trương nha, bà con lại rất là đông nè, buổi sáng mọi người đây. Đâu quá đi ăn gì đó chỉ vô nước. Con mày là phải quát vậy đó hả? Nước. Trời trời, hầu tao tới xe ở đầu chết á. Anh đâu? Ủa nhớ cái gì vậy cả nhà? Ấp rất đông rồi, mà con ai cũng phải ngồi dòm cua lông. Này này này, hướng cua lông khơi mà. Đúng. Đứng quát đi. Đâu? Cái này má hủ tiếu chay mà mặc quần xà lõn mà mặc áo vest. Quần xà lõn mà áo vest mới chịu à. Này mang đôi giày vô nữa mới đúng không anh? Lát đổi đôi giày đi. Chồng có đôi giày không? Lát đôi giày ở đây. Lát đôi giày không ăn luôn. Đây có cái thương hiệu của cua lộm là... Chào anh, em là khách sĩ Minh Duy. Đúng. Chồng lấy đôi giày ở đây. Mang cho lịch sự vô đây, mặc quần xà lõn đi. Đúng. Chú chứng chào quý vị khán giả tới với kênh YouTube của Hoa Hữu Thượng. Hôm nay mình bán hủ tiếu chay cho quý vị giải thêm. Bán lại không đâu có tiền, đâu có tâm tiền mà. Đồ à, đi vô đi, vô là mang nó dậy đi. Con mấy chú ủng hộ. Dạ mấy cô, mấy chú anh chủ luôn à. Cảm ơn mấy cô đã ủng hộ cho mẹ con. Dạ, mà có tiền mấy chú anh bao không chị? Ủng hộ mẹ con. Cảm ơn mấy con. Đúng. Đúng. Mày hốt chai. Ủng hộ chai của mẹ con. Không. Đúng. Cảm ơn. Đúng. Dạ lên cầu vòng dạ. Cầu tặng cho mấy cô buổi sáng cái coi. Cảm ơn mấy cô mấy chú đã ủng hộ mẹ con chú không buổi sáng à. Giờ lên cầu vòng cổ tặng mấy cô buổi sáng cái coi. Ông ơi gì đó. Sao được. Kìa kìa biết đọc giảng không kìa, lúc trước biết đọc, lúc trước biết đọc và đọc cho chị nghe coi. Đọc một giảng cho mấy cô à. Không, không có quên, không học giảng, bây giờ cao à, quên giảng cho người ta rồi. Quên giảng rồi bây giờ. Quên, lâu quá quên rồi. Để ra đừng chung. Thời lâu luôn. Nhìn đứng. Có ăn không nữa mọi người. Mở hai đôi giày ra. Mở đôi giày ra được rồi đó. Ủa quá. Ủa quá. Ủa quá. Nãy giờ anh mở hoài. Nãy giờ, hồi nãy giờ anh chưa quay qua đứng gần mẹ coi. Anh chưa quay nên đứng gần mẹ coi. Rồi chào Út nghe. Trời ơi, bữa nay Út mở buôn bán lại nghe cả nhà. Nay buôn bán nhỏ. Sáng giờ khách lại cũng rất là đông. Rồi chúc mừng hai mẹ con Út với cô Lợm nha. Rồi để mình qua đây mình review chút xíu là Út mình bán là mì hủ tiếu. Có nuôi luôn không Út? Không, hôm nay không có nuôi rồi. Hôm nay không có nuôi ha. Dạ. Thì có bánh canh, phở. Đây một nồi nước của Út là bán buổi sáng nha cả nhà. Bên đây là chả gì Út, cái này gọi là chả gì Út? Chả hoa sen ha. Dạ, chả hoa sen nha cả nhà. Mọi người có đi Phú Tân thì ghé ủng hộ dưới bên phải dạ dàm chút xíu nha cả nhà. Cỡ chừng một cây ngoài số. Có ăn hủ tiếu thời gian mình ủng hộ nha mấy người. Thời hủ tiếu là bán một tô cũng được mà. Mọi người. Rồi đi ra mà trước. Rồi. Dạ anh to mừng ăn chú ơi. Trước mời quý khách nè. Mời quý khách đi ra chào bắt tay mấy cô, chúc mấy cô ngon miệng gì đó. Làm sao? Đi ra là lỗ. Đi đó. Đứng đây tao bản đi. Rồi. Đứng cái đó đợi mấy cô ra bắt tay rồi chúc mấy cô mấy chú ngon miệng. Ừ. Bắt tay. Ừ. Bắt nữa nữa không làm gì. Kêu cô chú rồi ghé ủng hộ ghé ăn chứ biểu gì ngon không mày ngon không mày đi ghé ngang ghé ủng hộ quán ủng hộ 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 ủng h
mình đi bến đoạn Long đó, bến đoạn tiến đi xuống có đình gia đình chùa cái mà. Rồi chúc mọi người sức khỏe rồi anh, con miệng có gì thì dùng mà ủng hộ mình. Dạ. Chỉ có giá vậy á, 10 ngàn. 10 ngàn một tô bình dân mọi ơi. Rồi có tay về nhà đi. Hai tay đồng bạn. Trời. Dạ là đừng sao thôi, tới tuần sau thì chết không bệnh luôn đâu cô. Bữa hổm là cái bản thương hiệu cái mod nè. Rồi bữa làm cho tôi có bản rồi. Bữa nay là giờ sáng này là bác sĩ rồi, cô lượng thờ luôn. Cao vét, mang giày. Khám cho anh từ trước à. Trời ơi, gặp tôi quán mà yếu rồi, được chú rồi mà. Anh đưa tâm được khiến luôn. Rồi. Bán nhưng mà được ủng hộ á. Dọn ra dọn tiếp mẹ trời. Áo vô. Sáng nói là 4 giờ thức sớm đặng mà tiếp mẹ. Đợi rồi tới 5 giờ mấy chưa thức nữa. Dọn vô là mà có hút hút coi chỉ đổ nước ở đâu rồi hút. Nước ấy kìa rồi coi chừng đổ chung nó mà. Dạ đâu nó coi rồi đâu. Cái nước nào nước ấy nó chỉ chung đổ vô đi. Cháu đi làm tiếp mẹ đi. Giá đi em. Hai mẹ con à. Rồi. Con mà sáng sớm nè. Có ăn mua bán ma túy không? Thôi, bậy không? Có ăn mua hủ tiếu không? Rồi bao không? Có ăn mua hủ tiếu trai không? Ừ. Với tổng hậu của Lậm. Bán ma túy. Bán một bình hủ tiếu kìa, Úc ơi. Bỏ đi, bán lấy của Lậm bưng mua. Lậm là lại dọn đây đây. Dọn vô tô vô rồi lấy đồ lao bàn rồi dọn đây cho xong lao đây xong đi ra bàn trước. Rồi lấy cái đồ lao lấy đừng giống nồi cơm nói nghe ông già. Rồi lấy đồ lao ra đâu có đồ lao đâu, lấy đồ lao ra lao lao tăng giấy đồ lao lao gác hả ổng mua cái này Út mới mua vô gác vô đồ lao rồi. Có được ra đâu nè, nghe quý vị thấy rõ ràng nha, ngày đầu tiên khai trương không có tiếp mẹ vô nằm nữa kìa. Ôi làm gì vậy? Dạ, ăn ngủ mất á. Ngủ thức gì trời, thức rồi sớm giờ hả? Đi ngày đầu tiên khai trương mà vô bắt mẹ làm không vô nằm luôn rồi trời. Nói vậy mà đòi nữa sau này cứ vợ rồi về lo đồ. Ôi trời, ngồi vậy coi luôn buồn rồi không ra tiếp nữa. Đi ra tiếp hả? Đứng đây đây, ngồi đây đây, ngồi đây đây, ngồi đây đây đây, chuyện cái coi hỏi sao mà mẹ bán trước mà đưa lên nằm được rồi hiện tại mới sáng sớm mà mới sáng sớm vậy, giờ này 7 giờ rồi sáng sớm gì nữa sớm giờ mẹ bán quá trời luôn. Em bảy giờ đó hả? Mới đi ra đứng quắc quắc được chút xíu vô nằm mày. Vậy sao mà đòi có vợ? Giờ của mình đi ra làm tiếp không? Thật ra là ra làm bụng mà ông mua bán là lạ rồi. Biết không? Biết. Mặn được không? Biết gì không? Biết rồi. Mình giờ đi ra tiếp mẹ vô bên. Ôi, lậm thờ. Mới ngày đầu tiên vô chơi. Rất bán thì dài nhà chắc lo đi chơi không quá. Nó tham. Đúng bà cũng ngủ hoài đi đau ba. Chứ ba hoài chứ mày. Giờ nào tao làm tao vô ngủ hoài đau ba. Đau ba ngủ hoài. Làm tới người ta rồi. Thôi bên sáng ngày trưa nằm ngủ. Ngày đầu tiên mà nằm ngủ rồi. Nắng thời xuân. Thời xuân nằm ngủ. Bà ba. Có vậy. Có vậy lắm rồi. Vậy mà đâu có vợ đâu. Đi ra lửa mà lấy tiền đang bỏ vô. Nói bà bảy chưa hợp. Bà đang nói được tao tụt quần mày à. Á đồ. Trời trời, nó tự hủ tiếu mà. Nó mẹ luôn lấy rồi. Bỏ vô. Là cái đó là từ hủ tiếu, cái đó là từ hủ tiếu. Ừ. Ừ. Lo làm mấy lần, sao anh cứ vợ chứ. Làm mà đâu cứ vợ, không làm cũng có ăn nữa. Có tiếng khách đồ. Ừ, đó là do tiếng mắt.
trời ơi trời, vô đổi đồ nữa chẳng. Cái này giống như người mẫu vậy, người đổi đồ nữa rồi đó. Đâu có gáo quét đẹp gì hả? Dạ tôi mướn, tôi mướn. Mướn hả? Mướn, mướn. Mướn nhiều hả? Mướn 200 triệu. Hả? 200 triệu. Nhiều? 200 triệu. 200 triệu hả? Hồi giờ sáng rồi mà. Chịu nổi. Mướn gì mà chịu nổi? Dạ, đi con triệu quên. Giờ nãy khách ta đi anh tới rồi. Đang trước hỏi cô bánh kẹp. Giờ hỏi bà anh kẹp. Hỏi cô bánh kẹp kìa. Hỏi cô bánh kẹp kìa. Hôm nay cô bán đứng đỡ ở đây nha. Hôm nay đứng đỡ ở đây đi. Thôi thôi đứng đỡ bên đây đi. Đứng đỡ bên đây bán rồi. Có gì đó. Nói cô đồng hoàng. Cô chị bà. Cô mày uống tiếu đi. Cô chị đang ủng hộ mình thôi tiếu không đi. Rồi đổi bánh kẹp. Đồ đổi bánh kẹp. Dạ đổi bánh kẹp. Nay khai trương mà. Nay khai trương mà đổi đồ quá. Không không. Chơi luôn. Dạ mời. Mời bảo, mời bảo. Mời vào. Đứng đây, đứng qua con gà đây. Đứng bước. Đứng đây các bạn giờ đứng kêu khách rồi. Đứng. Không hiểu. Đại hoài. Đứng kêu khách là quá. Đổi đồ nữa. Đợi đồ nó. Mời vô, mời vô. Mời vô. Ừ, chú mỏ. Mồi méo méo. Bự. Lộn nay sao đen dữ vậy lộn? Hả? Hôm nay nhìn lộn đen dữ trời. Đừng có mặt đen mới còn phải rồi. Anh đâu ông mỏ thôi. Bự. Tiếu quậy à, để thời thách đó quậy. Thôi thách đó. Cô lộm rồi, lấy bánh kẹp tỏi ông Tiếu đó. Vậy hả? Ừ, hỏi món. Món đó là sẽ nhiều hả? Bố. Không có làm vậy, nó dặn rồi, quắt bằng hoàng quắt thôi. Lấy hai tay ừ, quắt con trên, đồ trên xuống dưới á. Ừ, ừ. Ừ, vậy đó. Ừ, chỉ vô, chỉ vô, chỉ vô, mình mắc vô, mình chỉ vô. Lâu rồi. Lên coi trong cổ coi. Lên coi cổ luôn. À, lên, lên coi trong cổ. Để cả tình chung nè. Lên lên coi trong cổ cho hay hay nha. Nghe không? Dạ. Dạ, cô làm cờ. Mậu ơi nè. Lên cho tình chung. Bộ ơi làm lại ơi, nguyên câu ơi. Hả? Bộ ơi cái nhảy tàu ngang ơi. Vô. Vô. Đâu đó. Gặn cái gì á, gặn cái gì á. Đang gặn, đang gặn. Bộ ơi cái nhảy tàu ngang ơi. Gặn hồn một nhóc. Đâu ơi, cái nhảy tàu ngang. Cái tàu ngang cho bộ đồng. Đồng. Đó mà. Đó là mình tặng lạc mạng luôn kìa. Để ra đừng đúng. Lâu. Ừ, ừ. Mất là dân dưới kìa. Khách mình nói nữa kìa. Ừ, dưới đó quẹo quẹo lại nữa. Ừ. Đừng nói ngoắc hoài đi. Lộn, ngoắc tới 12 giờ trưa đi. Mà vô ăn cơm được rồi. hôm nay khai trương đứng ngoắc mặc áo vest thay đồ hoài luôn trời. Này, hôm nay Út khai trương nha. Đó thì có cô Sáu tiếp nữa. Lộn thì đi ngủ mới thức ra. Không, vô nằm hoài luôn. 4 giờ thức mà 4 giờ thức thiệt, 4 giờ lấy cái bảng ra đây canh nè. Cú lộn thì ngủ tới 6 giờ. Bộ bốn có thì chiều rồi, sáng 4 giờ Út để cái bảng chữ cú lộn nó thức.